Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Bà thật có phúc, vì bà đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với bà. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí danh, chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, lời Chúa nói với mẹ Maria: Bà là người có phúc vì bà đã tin. Khi Đức Kitô đến trần thế này, Ngài xác định Ngài không thể làm được bất cứ chuyện gì nếu người đó không tin. Và như vậy thì Ngài có thể làm được tất cả mọi cái cho chúng ta nếu chúng ta tin ở Ngài. Và chúng ta cũng biết rằng lời Chúa còn nói thế này: trong cái mầu nhiệm của Thiên Chúa thì có mầu nhiệm của con người. Và trong mầu nhiệm của con người thì cũng có mầu nhiệm của Thiên Chúa. Có lẽ khi nói về mầu nhiệm chúng ta không hiểu vì là mầu nhiệm. Chúng ta chỉ có thể hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là do tình thương của Thiên Chúa Cha trao ban con của Ngài xuống để mang ơn cứu độ chúng ta. Và Đức Kitô nói chúng ta có một người cha trên trời rất yêu thương chúng ta. Và vì yêu thương đó mà Chúa Ba Ngôi đã gửi con ngôi hai con một của mình xuống, ta gọi là mầu nhiệm ngôi hai nhập thể. Và như vậy trong cái mầu nhiệm ngôi hai nhập thể này thì có mầu nhiệm của con người vì Thiên Chúa đến làm người. Như vậy chúng ta hiểu được Đức Kitô có nghĩa là chúng ta hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vì Đức Kitô dạy cho chúng ta. Và khi nói rằng trong cái mầu nhiệm của con người thì có mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thật là khi Chúa Giêsu đến làm người ở giữa chúng ta và chúng ta được đón cái mầu nhiệm của ngôi hai Thiên Chúa làm người thì chúng ta được làm con của Thiên Chúa. Và như vậy thì chúng ta được tham dự cả với mầu nhiệm tình thương của Chúa Cha ban cho con người chúng ta. Và để được cái điều này, Đức Kitô đến đây làm cái gì? Lạy Cha, con đến để thực thi ý của Cha. Và Đức Kitô đến trần thế này để thực thi ý của Cha mình và thực thi một cách tròn vẹn. Và Ngài đã sống một cuộc đời chúng ta hiểu để nói lên một nhận lấy một cái thân phận làm người thấp hèn khiêm hạ để cho chúng ta biết và để nói ra Ngài.
Và trong kinh lễ cha chúng ta có đọc cái câu này: xin cho ý cha ở dưới đất được thực hiện ở trên trời. Để hiểu cái câu này, tôi xin chứng kiến một cái sự kiện này. Chúng ta đứng ở dưới chân Đức Mẹ trong thánh địa này. Nếu Đức Mẹ không tin, Thiên Chúa không làm được. Kế đồ của Thiên Chúa thất bại, chương trình cứu độ cục hỏng rồi. Mất mấy ngàn năm trời Thiên Chúa chuẩn bị. Nếu khi sứ thần tới nói với Đức Mẹ, khi Đức Mẹ nghe rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được, thì Đức Mẹ nói cái gì? Tôi là tôi tớ, xin ý Chúa được thực hiện cho tôi. Và như vậy Đức Mẹ đã trao ban cho Thiên Chúa một cách tròn vẹn nhất cả cuộc đời của mình. Mẹ hoàn toàn tự do trao hoạt, trao cho Đức Mẹ, cho Thiên Chúa. Và như vậy mẹ thuộc về Thiên Chúa. Và kế hoạch của Thiên Chúa, tình thương của Ngài đã đến trần gian này. Và vì thế mà trong đức tin của mẹ Maria có một cái sức mạnh kinh khủng. Đó là sức mạnh gì? Một sức mạnh kéo từ một Thiên Chúa vô hình trở nên một Thiên Chúa hữu hình trong một hình ảnh một đứa bé. Chúa Giêsu Ngài nói thế này: nếu con có đức tin bằng hạt cải, con có đưa một cái cây trên núi xuống biển, nó phải xuống. Cái đức tin của Đức Mẹ đưa từ một Thiên Chúa trên trời xuống làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy đức tin của Đức Mẹ mạnh như thế nào. Một cái sức mạnh mà Thiên Chúa thấy rằng kế hoạch của Ngài được thực hiện để mang ơn cứu độ cho con người, cho nhân loại và tất cả chúng ta đây. Nếu hôm nay chúng ta đến đây để cái gì? Tạ ơn Đức Mẹ. Vì mẹ là người đã tin, và nhờ cái niềm tin của mẹ mà ngôi hai Thiên Chúa xuống làm người. Nhờ niềm tin của mẹ mà nhân loại được ơn cứu độ. Nhờ mẹ Maria đã tin và hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tạ ơn Đức Mẹ. Khi tạ ơn chưa đủ, ai trong chúng ta có tạ ơn thì dễ. Nói gương mẹ Maria, sống niềm tin, chứng tá niềm tin, rao truyền niềm tin, làm cho mọi người hiểu niềm tin và sống trong niềm tin đó. Và khi chúng ta có niềm tin rằng chúng ta không sợ gì, không sợ bất cứ cái gì. Và vì thế Đức Giáo Hoàng nói rằng năm này kỷ niệm 50 năm công đồng và 20 năm cuốn sách giáo lý, giáo hội. Và giáo hội và qua Đức Giáo Hoàng muốn cái gì? Muốn cho tất cả mọi người, cách riêng cho giới trẻ. Nếu tất cả chúng ta biết đi và rao giảng cho giới trẻ niềm tin, thì 10 năm, 20 năm, 50 năm nữa, cái mặt đất này sẽ thay đổi. Khi mà tuổi trẻ được sống trong niềm tin và hiểu được niềm tin, và cái điều đó đòi hỏi như thế nào với chúng ta đây? Thật thì hôm nay chúng ta đến đây nhận một cái trách nhiệm trước mặt mẹ, để chúng ta đi, để chúng ta đồng hành với mẹ trên năm, trong năm đức tin này. Chúng ta xin Chúa và mẹ Maria cho chúng ta hiểu, để chúng ta sống trong cái sải thấy một cái xác tín niềm tin của chúng ta. Vì mẹ đã tin, Thiên Chúa đã thực hiện. Mà chúng ta tin thì Thiên Chúa cũng làm một điều tốt lành cho chúng ta, cho giáo hội chúng ta, cho tất cả mọi người. Vì chúng ta biết ở trong Kinh Thánh, khi Chúa làm phép lạ cho một người khỏi bệnh, Chúa thì nói đức tin con để chữa con. Chúa muốn chữa nhiều người nhưng vì người ta có đức tin. Còn nếu ai có đức tin thì chắc chắn là Chúa phải làm. Đó là điều kiện của Chúa. Mà chúng ta có điều kiện đó là Chúa thực hiện. Thứ hai là đức tin không phải là chúng ta chỉ xin cho chúng ta. Ví dụ như một cái ông đại đội trưởng, cái đứa đệ tớ ông ốm, ông thương nó, ông mến nó, ông quý nó, thấy nó tốt, chạy tới tìm Chúa. Tôi còn một đứa đệ tớ nó sẽ đợt, mình thật nó thế này thế kia. Chúa bảo tôi sẽ đi. Nhưng mà Chúa thấy rằng vì ông này có một cái xác tín niềm tin đó, Chúa chữa cho ông về nó khỏi. Thật thì trong niềm tin chúng ta, nhiều lúc chúng ta đến đây này,
Chúng ta cầu nguyện cho những người đang ở nhà, những người đã chúng ta yêu thương, chúng ta quý mến, chúng ta thế này thế kia, Chúa vẫn làm được. Thế đây là xá tín trong cái niềm tin trong cuộc sống chúng ta. Vì thế hôm nay chúng ta chuẩn bị để bước vào một cái năm thánh đức tin này. Chúng ta không con đường nào khác, chúng ta hướng về mẹ Maria và cho tất cả mọi người trong chúng ta xá tín cái niềm tin này và xin mẹ cho chúng ta được đồng hành với mẹ trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta đóng góp phần nhỏ của mình cho giáo hội, nhất là giáo hội Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Và chúng ta thấy cái đời sống đức tin cách này cách khác là xa rời Thiên Chúa, là xa rời cuộc sống đức tin. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu xin mẹ nâng đỡ mỗi người cho chúng ta trong thánh lễ này. Amen.